Anh cười cái gì? Xin lỗi tôi đã cười. Cô nói chuyện giống như là cái bọn con trai đang tìm cách cô gái vậy đó. Phải, cũng giống. Giống thiệt á. Nhưng mà nếu vậy không được sao? Từ nay chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa sao? Nếu là vậy, em thà là hôm nay em không hẹn hò với anh, không gặp anh, và quan hệ của chúng ta cũng không là gì. Em chỉ cần được nhìn thấy anh mà thôi. Chúng ta chỉ cần gặp mặt nhau. Em chỉ cần gặp được anh thôi. Hay là chỉ cần cùng với nhau, cùng nhau tới quán cà phê vậy đã đủ rồi. Còn nữa, em xin anh, đừng có biến khỏi cuộc đời của em như vậy. Nếu biết là sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Vậy em thà rằng, em thà rằng chỉ một mình em yêu anh mà thôi. Em thà là một mình em đứng nhìn anh. Kiếp trước em đã từng như vậy, đã từng không thể gặp anh, rồi lại chia tay, rồi ly biệt mãi mãi không được gặp anh, mãi mãi không được nhìn thấy anh, cho tới khi nghe tin anh chết, em đã hoàn toàn tuyệt vọng và suy sụp. Em đã từng mong được thấy anh, dù chỉ một lần. Đó là ước nguyện của em. Là anh đi. Tối nay em rảnh chứ? À phải, cái chuyện này anh muốn em hiểu cho anh. Anh tính đi học thời gian khoảng 3 năm. Anh đi đâu? Đi Mông Cổ, đi làm volunteer giống như lần trước. Tại sao tự nhiên anh lại muốn đi? Hình như Kiến Sơn nó đang rất là lo lắng. Với lại nếu hai người họ đám cưới nhau
anh cảm thấy rất là nặng nề khi mà phải đối diện. Và Kiến Sơn cũng rất lo về chuyện này, cho nên rất lúng túng. Em không thích nghe chuyện này. Không đâu. Anh thấy anh phải tránh đi tốt hơn. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thật ra lúc đầu anh nghĩ tới đến những vùng đang có chiến sự như Iraq hay là châu Phi, nhưng mà cuối cùng anh lại chọn đi Mông Cổ. Kỳ lạ quá hả? Anh nghe mọi người nói kiếp trước anh từng là lính Mông Cổ. Ừ, đúng vậy. Bây giờ em cũng tin là có kiếp trước hay là sao? Bắt đầu tin rồi. Nhưng mà chuyện kiếp trước đó, em thà rằng không biết gì tốt hơn. Tại sao? Đa số mọi người đều không có biết mà vẫn sống bình thường. Biết được kiếp trước thì sẽ được cái này, nhưng mà lại mất cái kia. Trên thế gian này thật sự chuyện gì cũng như vậy thôi. Đi Mông Cổ, em đi với anh không được sao? Hả? Anh chưa bao giờ nghĩ tới à? Chắc chưa nghĩ tới chứ gì. Vất vả lắm. Anh nghĩ không được đâu. Nhưng mà như vậy thì em sẽ cảm thấy vui hơn, bởi vì có anh ở bên cạnh. Lần trước em cũng không đi rồi mà. Lần trước anh kêu em đi em lại không đi. Em nói không hứng thú. Kêu anh đi mình đi. Cho nên lần này anh không hề nghĩ tới là đi Mông Cổ chung với em. Em đã nói vậy à? Vất vả lắm. Em đừng đi. Anh lần trước đi một năm thôi, nhưng mà lần này anh tính là đi tới 3 năm lận. Thời gian sẽ dài hơn. Anh nghĩ 3 năm là thời gian dài hay sao? Ý của anh là kêu em phải đợi anh 3 năm à? Đợi anh trở về. Thôi em thôi. Thật ra